Vì cái chết bất ngờ của cha nên người đàn ông này phải kế thừa danh hiệu và một điền trang nông thôn rộng lớn với tất cả tài sản, tuy nhiên lại không phải tiền mặt. Để giúp anh trai trả món nợ khổng lồ, anh phải tiếp quản đế chế Cần Sa do cha mình để lại. Không ngờ anh lại vướng vào một vực thẳm tội ác, mọi thứ cuối cùng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Eddie cùng đồng đội đang kiểm tra định kỳ các phương tiện đi qua đây. Lúc này luật sư Ahmed của bố anh đã tìm đến. Anh đoán chắc là chẳng có gì tốt đẹp, như dự đoán thì cha anh bị ngã và tình trạng rất nghiêm trọng. Nên Ahmed muốn Eddie có thể về nhà một chuyến. Ông đã xin phép lãnh đạo của Eddie và bây giờ có thể đưa anh ấy đến sân bay. Rất nhanh Eddie đã trở lại khu đất nông thôn rộng lớn. Người anh trai Freddy liền ôm anh thật chặt và nói rằng căn bệnh của bố đã gây ra vô số hậu quả. Lúc đầu người cha Eddie khó có thể nhận ra anh. Sau khi tỉnh lại, ông nói với anh rằng trang viên này không thể chia được. Anh ấy cũng cần phải chăm sóc tốt cho anh trai nghiện ma túy mình. Nếu không thì anh ấy sẽ lầm đường lạc lối. Không lâu sau, cha của Eddie cũng đã hẹo trên giường. Tại đám tang, anh để ý đến một người phụ nữ chỉ đứng đó từ xa. Lúc này cô em gái Charlie nói di sản của gia đình đã tồn tại hơn 600 năm. Chắc chắn anh trai Freddy nghiện ma túy sẽ dùng hết của cải để mua thú vui. Có lẽ hai người họ nên hành động gì đó. Tuy nhiên Eddie nói điều đó không quan trọng. Dù sao thì trang viên sẽ được truyền lại cho con trai cả chính là Freddy mà thôi. Nhưng Charlie đã cho rằng hai người có thể hợp tác cùng nhau để lật đổ anh ấy. Lúc này Ahmed bắt đầu thông báo về cái chết của cha họ. Đầu tiên, để ghi nhận sự phục vụ trung thành của Geoffrey trong nhiều năm trông coi trang viên, ông ta là người có quyền sử dụng nhà trọ trọn đời của người gác cổng, đồng thời là một khoản trợ cấp hàng năm cho nữ thái hậu Sabrina theo quyết định của công tước mới, thậm chí chú chó Labrador cũng được giao cho bà. Chiếc du thuyền Endurance sẽ dành cho con gái Charlie, điều kiện là trong 6 tháng tới cô phải dùng nó để đi vòng quanh thế giới, cùng với quỹ ủy thác là 1.000 bảng mỗi tuần cho đến khi cô ấy kết hôn. Về phần di sản còn lại, bao gồm cả danh hiệu công tước và tất cả bất động sản. Hầm rượu lớn, bộ sưu tập nghệ thuật, trang trại sữa chua, tài sản nằm ở miền nam nước Pháp thì mọi thứ sẽ được giao lại cho cậu con trai thứ Eddie. Lúc này Freddy tưởng mình đã nghe nhầm, yêu cầu Ahmed đọc lại thật kỹ, đơn giản là anh ấy không thể chấp nhận được, đồng thời Eddie vẫn tưởng là cha anh đã nhầm lẫn gì đó. Vì Freddy là con trai lớn nên theo truyền thống thì danh sách tài sản đó phải để lại cho anh ấy. Sau vài vướng mắc lố bịch, anh ta đã tức giận rời khỏi hội trường. Ngay sau đó Eddie đã đến gặp anh trai mình, trong khi đang say rượu Freddy đã nói anh có một khoản nợ lớn bên ngoài kia. Anh đã gặp Tommy ở trại cai nghiện ma túy trước đây. Anh đã mượn 4 triệu bảng từ hắn để đầu tư vào bất động sản của người tên PETE nhưng đã mất trắng, và số tiền này thuộc về toàn bộ gia đình buôn ma túy Scouts. Bao gồm lãi suất cao thì số nợ đã tổng cộng là 8 triệu bảng, hiện tại thì lãi suất là 25% một tuần cho đến khi nó được trả hết. Ngoài ra nếu anh ấy không xuất hiện vào mỗi cuối tuần để trả lại tiền, bọn chúng sẽ biến anh thành một kẻ vô dụng. Eddie nói rằng anh không có nhiều tiền như vậy để đưa cho anh ấy. Thế là Freddy đã mắng anh đã đánh cắp danh hiệu và tất cả tiền bạc của anh ta. Vậy nên Eddie phải giúp anh ta trả số nợ này, thậm chí Freddy còn kể công mình đã cứu Eddie khi anh ấy 3 tuổi. Tất nhiên anh không quên chuyện này và hứa sẽ đưa ra giải pháp. Sau khi mở két sắt của bố lấy tất cả số tiền thì chỉ có 2 triệu bảng, sau đó anh yêu cầu Ahmed huy động thêm 6 triệu nữa. Nhưng ông đã nói anh đã được thừa kế rất nhiều tài sản nhưng không phải là tiền mặt, thế là Eddie đề nghị bán một bức tranh trước. Nhưng nếu muốn bán nó với giá tốt cũng phải mất vài tháng, tình cờ là có ai đó hiện đang cố gắng mua lại bất động sản này và thậm chí còn muốn trả cao hơn giá thị trường. Ngay lập tức Eddie muốn ông tìm hiểu trước họ trả với mức giá nào. Ngay khi Eddie đang bối rối không biết làm gì thì người phụ nữ bí ẩn trong đám tang đã xuất hiện. Cô tự giới thiệu mình là Suzy. Và cha của cô đã có những giao dịch kinh doanh với cha Eddie trong suốt cuộc đời của ông. Nhưng trong tâm trí của Eddie, cha anh rõ ràng không giỏi kinh doanh. Để chứng minh lời nói của mình, Suzy đã đưa anh đến một trang trại. Cô nói trang trại này có quy trình hàng năm trị giá 5 triệu bảng. Có một phần thưởng khác là một hầm bí mật trong trang trại. Cảnh tượng trước mắt làm anh ngạc nhiên vì những thứ dưới này đều là cần sa. Suzy đã nói với Eddie rằng thị trường tổng có thể tạo ra hơn 6 tỷ bảng mỗi năm. Và họ đã chiếm được hầu hết thị trường này. Cha Eddie đã cung cấp cho họ một cơ sở trồng trọt. Để trả ơn ông ấy thì họ cũng sẵn sàng quyên góp tiền. Trên đường trở về trang viên thì Eddie đã gặp người gác cổng Geoffrey. Ông đã làm việc tại điền trang này hơn 20 năm rồi và ông ấy cũng rất trung thành với cha của Eddie. Lúc này Eddie đang rất do dự hỏi liệu anh nên nhận tiền quyên góp hay tiếp tục bán tài sản. Không ngờ điều Geoffrey nói tiếp theo đã đánh thức anh ấy. Ông cho biết cách làm của bố anh ấy thực sự rất thực tế, hơn nữa Suzy và những người khác đã bén rễ ở đây rồi. Nếu Eddie gặp bất kỳ rắc rối nào họ chắc chắn sẽ giúp đỡ, họ trông có vẻ thân thiện nhưng đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài. Sau đó Eddie đã thông báo với Ahmed rằng anh sẽ không bán bất động sản nữa. Hôm sau Charlie đến tạm biệt và nói mẹ muốn cô ấy tiếp tục học thêm một năm nữa. Vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ việc đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô cũng nói rằng mẹ rất lo lắng cho Freddy, nhưng rồi Eddie đã khẳng định anh sẽ chăm sóc anh ấy. Sau đó Eddie đã gọi cho Suzy yêu cầu cô ta huy động 8 triệu càng sớm càng tốt, lý do là Freddy đang nợ tiền băng đảng ma túy Scouts. Khi Suzy phát hiện ra tên kẻ cho mượn là Tommy, thì tình cờ là anh trai Lucky của cô cũng biết đến người này.
Eddie đã nói với cô về việc lãi suất cao đã chiếm một nửa trong số 8 triệu, nên Suzy chỉ yêu cầu anh chuẩn bị 4 triệu và cô sẽ lo phần còn lại. Ngay sau đó, một trợ lý riêng của một người mua bí ẩn tên Stevens đã đến trang viên, nhưng lúc này Eddie đã thông báo cho Ahmed dừng bán trang viên rồi. Thế là Stevens đã nói ông chủ của anh ta muốn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn, sau đó anh ta đã lấy ra 250.000 bảng Anh làm quà gặp mặt. Phía bên Suzy thì cô đã đến chợ cá để tìm gặp Tommy, ngay khi gặp hắn cô đã nói mình là con của Bobby Glass. Nghe cái tên này, Tommy đã yêu cầu cô ấy đi lên lầu, lúc này cô đã đi thẳng vào vấn đề về số tiền gốc 4 triệu mà Freddy đang nợ. Và cô sẽ chuẩn bị nó vào cuối tuần này. Sau một lúc do dự, Tommy cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Tommy muốn đích thân Freddy phải tới đây xin lỗi hắn ta, hắn muốn ghi lại video của Freddy rằng anh ta sống bẩn như nào. Đồng thời Eddie đã gặp người mua bí ẩn tên Stanley, lập tức ông ta liền nói ra lý do mình rất muốn khu đất nhà Eddie. Vì tòa nhà này là một ví dụ về ý tưởng kiến trúc của William Penn, đó là lý do ông sẵn sàng trả giá cao để mua được, nhưng Eddie lại nói như vậy thì anh càng không muốn bán nó. Sau đó Stanley đã đưa ra mức giá cao cho Eddie nhưng vẫn không thể thuyết phục anh, tất nhiên là Stanley vẫn không bỏ cuộc và mời anh ly rượu quý của mình. Lập tức Eddie đã ngửi thấy ly vang đỏ này có mùi rất thơm, khi liếc nhìn chai rượu lần nữa thì đó là một chai Romani từ năm 2002. Nhưng rồi anh lại nói mình thích rượu vang đỏ Bordeaux hơn, trong khi đó cha anh lại là fan cuồng của Burgundy, đồng thời Eddie còn nói mình có một bộ sưu tập Romani năm 1982. Stanley liền cho biết trên thế giới chỉ có 6 thùng, tuy nhiên Eddie đã nói tổng cộng là 8 và 2 thùng thuộc về Hoàng gia, một thùng của Đại Công Tước Mozova và 2 thùng của Crown Estate. Và số còn lại đều ở trong hầm rượu của anh ấy cùng với 2 thùng năm 1945. Vì Stanley là người đam mê rượu nên Eddie cuối cùng đã bán chúng với giá cao cho ông ta. Với số tiền bán rượu và 2 triệu trong két sắt thì gần như có thể trả hết nợ cho Freddy. Nhưng đến khi Eddie mở két ra thì thấy bên trong đã trống không, thì ra Freddy đã lấy hết tiền đó rồi. Lúc này anh ta vẫn cứng đầu nói sắp lấy 2 triệu để đặt cược vào trận đấu quyền Anh thông qua PETE. Dù Eddie có khuyên thế nào anh chàng vẫn không chịu quay đầu, sau đó Eddie và Suzy đã nhanh chóng tìm đến. Dưới sự sắp xếp của Lucky, cả hai đã thành công bước vào địa điểm thi đấu. Ngay khi Eddie tìm thấy Freddy và yêu cầu anh ta lấy lại tiền, nhưng lúc này PETE đã từ chối. Bên này Lucky nói với Suzy trận đấu quyền Anh này chỉ là lừa đảo và anh ấy phát hiện ra tiền của Freddy không hề có trong số tiền cược. PETE chỉ chuyên lừa tiền của người giàu mà thôi. Cuối cùng dưới sự điều hành của Suzy thì họ cũng lấy lại thành công 2 triệu, nhân tiện cô cũng đã cho PETE một bài học nghiêm khắc. Thấy cảnh tượng này, Eddie đã rất ấn tượng với Suzy trước mặt. Lúc này Freddy đã tới gặp Tommy và xin lỗi, nhưng anh không thể chấp nhận việc hắn quay video lại làm nhục mình được, tất nhiên là Tommy không thể đồng ý rồi. Ngay sau đó hắn đã yêu cầu Freddy biến thành một con gà thực sự, sự nhục nhã này khiến anh không thể tiếp tục được nữa. Dưới sự hành hạ của Tommy thì anh chàng gần như ngã gục và đi vào phòng tắm, sau khi ra khỏi phòng tắm anh đã cầm ra một khẩu súng và nổ bùm. Xem những gì đã xảy ra trước mặt, Eddie biết rằng bây giờ mọi thứ đã thực sự mất kiểm soát, lúc này Suzy nói với Eddie rằng cô ấy có thể giúp dọn dẹp cái xác này. Và cả anh chàng đang đếm tiền cho Tommy là Jethro đi cùng, nhưng Eddie không đồng ý giết anh ta. Tại thời điểm này anh chàng đếm xong tiền đã tháo tai nghe ra. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau đã ra dấu hiệu tự ngậm miệng lại, nhưng chỉ sau đó anh chàng đã bỏ chạy buộc Eddie phải đuổi theo. Sau đó cả hai rượu đuổi vào khu rừng, lúc này Jethro đang trốn đã nhanh chóng gọi ai đó nhưng không có tín hiệu. Trong khi Eddie đang tìm kiếm xung quanh thì Geoffrey và Freddy cũng đã tìm đến. Cứ thế ba người tách ra và tiếp tục tìm kiếm. Sau một cuộc rượt đuổi thì cuối cùng Jethro cũng hết đường bỏ chạy. Freddy nói mình sẽ giết anh ta nhưng Eddie đã giật khẩu súng đi. Nhưng lúc này Jethro đã nhân cơ hội gửi một tin nhắn. Tuy nhiên Geoffrey đã nhanh chóng nhận ra và Freddy đã ném điện thoại xuống nước. Lúc này Arrow đã nhận được tin nhắn từ Jethro nhưng nội dung có phần mơ hồ. Đây là tại một nhà thờ nơi anh trai của Tommy là John đang ở đây. Lúc này Arrow đã nói không thể liên lạc được với Tommy sau khi hắn ta đi lấy tiền. Nhưng lúc này John lại nghĩ em trai mình đang đi đâu đó để vui chơi mà thôi. Nhưng vấn đề là Arrow vừa nhận được tin nhắn lạ từ Jethro. Mặt khác, Suzy nói sẽ cho Jethro vào cốp xe của cô ấy, đồng thời yêu cầu Eddie cho tất cả nhân viên tại khu nhà nghỉ làm. Lúc này Jethro đã được đưa đến cơ sở trồng cần sa của trang viên. Sau đó là căn dặn người phụ trách ở đây là Jimmy trông chừng anh ta. Lúc này Eddie hỏi Suzy có thể làm thế nào mà giải quyết vấn đề không phải giết ai nữa. Tất nhiên cô cũng không muốn có thêm xác chết vì nó còn ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Cô nói rằng mặc dù Tommy không phải là người tàn nhẫn, nhưng còn anh trai John của hắn thì ngược lại. Hắn là một người theo đạo Tin Lành và nguy hiểm, vì biết một số người rất quyền lực nên hắn đã trở thành một trong những tay buôn ma túy lớn nhất vùng Tây Bắc. Lúc này Suzy đã đề nghị để vấn đề này cho các chuyên gia xử lý, sau đó cô đã liên lạc với một chuyên gia xử lý xác chết có tên Felix. Qua thẩm vấn thì Eddie biết Jethro ở trong dàn hợp xướng của một nhà thờ, anh ấy thích âm nhạc và những con số, nên họ đã giao cho anh ấy công việc hiện tại là kế toán của gia đình tội phạm Scouts. Nhưng lúc đầu anh ấy không biết gì cả, cho đến khi chứng kiến chúng giết người như cơm bữa, lúc này anh ta cầu xin Eddie thả mình ra và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Chẳng bao lâu nhóm của Felix đã đến trang viên,
họ đã đưa ra phương án băm thi thể thành từng mảnh và đào một cái hố, lau sạch vết máu trên tường và vứt bỏ khẩu súng. Lúc này Eddie đã nghĩ ra một kế hoạch thay thế để buộc tội Jethro về tội giết Tommy. Nói có chuyện gì đó đang xảy ra giữa Tommy và Jethro và cả hai đã xảy ra tranh cãi khi đang đếm tiền. Họ sẽ sử dụng lại điện thoại của Tommy quay video Freddy biểu diễn bỏ vào túi hắn, sau đó là cho thi thể vào cốp xe, làm cho John nghĩ rằng chính Jethro đã giết Tommy để lấy tiền bỏ trốn. Eddie sẽ đưa cho Jethro 2 triệu và đưa anh ta lên một con tàu container đi Úc. Sau khi rời đi, Eddie nhờ Felix dọn sạch sẽ phòng. Nhưng thi thể sẽ không được xử lý trong thời điểm hiện tại, vì anh ấy cần nói chuyện với John trước. Lúc này Suzy đã nói cô chỉ đang giúp anh ấy giải quyết những rắc rối. Nếu anh không cần sự giúp đỡ của cô thì cô sẽ cho Felix dọn đồ về. Nhưng Eddie nhanh chóng giải thích rằng anh ấy chỉ đang tìm giải pháp an toàn hơn mà thôi. Thế là Suzy đã nói cho anh ấy 24 giờ, nếu không cô ấy sẽ phải dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nhưng khi về nhà, Freddy đã từ chối nhảy và quay video nên đã ăn một cái tát của Eddie. Tiếp theo là chửi anh ta một trận vì những rắc rối đã gây ra, nên bây giờ để dọn dẹp mọi thứ thì anh nên nghe theo sự sắp xếp của mình. Phía bên Stanley lúc này ông ta đang viết thư mời cho Eddie đến bữa tiệc của mình. Trong khi đó Eddie đang quay lại điệu nhảy của Freddy thì mẹ đã bước vào cầm theo tấm thiệp mời. Ngay sau đó John đã chính thức gọi điện tới Freddy. Anh chàng không dám trả lời đã để Eddie thực hiện điều đó. Anh nói rằng Freddy đang đi ăn nên hãy để lại lời nhắn. Thì ra John muốn hỏi về tung tích của người em trai Tommy. Thế là Eddie đã nói hắn ta rời đi lúc 11 giờ sáng rồi. Không ngờ John lại nói trưa mai hắn sẽ đến trang viên thăm anh ấy. Ngày hôm sau chúng đã kéo đến với hai chiếc xe. Thời điểm này Freddy đã lo lắng đến mức muốn bĩnh ra quần rồi. Dù sao thì Freddy cũng đã quen biết với hai anh em nhà John từ trước đó. Lúc này anh nói Tommy và Jethro đã biến mất sau khi rời khỏi trang viên. Nhưng Arrow liền cho hai người thấy tin nhắn từ Jethro với nội dung xử lý Tommy. Sau đó Eddie bắt đầu bịa ra những câu chuyện, nói rằng Jethro đã có tranh cãi với Tommy khi họ đang đếm tiền. Có lẽ Tommy đã chán việc đếm tiền quá lâu. Lúc này John bỗng nhiên nói ở đây có ai muốn sám hối không? Kết quả là tất cả người của hắn ngay lập tức giơ tay lên. Tại thời điểm này Freddy cũng không ngồi yên mà giơ tay lên và nói rằng anh ấy muốn thú nhận tội lỗi của mình là cướp đi một mạng sống. Và khi John hỏi anh ta đã giết ai thì bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên căng thẳng. Vì lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Freddy, rồi anh ta liếc nhìn Eddie và nói xin lỗi vì đã gây ra cái chết của Monty. Thì ra đó là một con mèo của gia đình họ. Hóa ra 25 năm trước Freddy muốn dạy Monty bơi đã ném nó xuống hồ. Kết quả là con mèo càng bơi thì càng chìm xuống. Eddie liền tức giận nói mình đã tìm kiếm nó suốt 2 tuần nhưng không thấy. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em, John cũng mất kiên nhẫn. Thế là hắn đành phải kéo người của mình rời đi. Đột nhiên John đã dừng lại và nói rằng hắn cảm nhận được Tommy đã hẹo. Thậm chí John còn xin anh em Eddie dành một phút mặc niệm. Sau khi nhìn họ rời đi, hai anh em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Eddie đã gặp Jethro và hỏi địa chỉ nhà để lấy hộ chiếu của anh ta. Jethro còn khẳng định anh ta chỉ sống một mình mà thôi. Tối hôm đó Eddie đã dùng chìa khóa mở cửa nhà Jethro, nhưng khi anh vào phòng tìm hộ chiếu thì có một người đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Sau một lúc tìm kiếm thì Eddie vẫn chưa tìm ra hộ chiếu của Jethro, và khi bước sang phòng sau tìm kiếm thì anh đã thấy một gã béo đang ngồi đeo tai nghe. Eddie liền bước nhẹ nhàng vào phòng khách thấy hộ chiếu của Jethro trên bàn, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì đã vô tình vấp phải dây tai nghe. Bị phát hiện, Eddie lập tức lao tới vật lộn với gã. Rõ ràng tên cao lớn nà có lợi thế hơn hẳn Eddie. May mắn Eddie đã cầm được một mũi phi tiêu cắm vào cổ đối phương. Với hai tiếng súng sau đó thì hắn đã về với ông bà ngay lập tức. Sau khi bình tĩnh lại, anh đã rời đi với một vết thương do đạn bắn. Trở về, anh mặc một chiếc váy dạ hội như không có chuyện gì xảy ra đã đến nhà Stanley. Lúc này Suzy cũng có mặt hỏi anh đã có hộ chiếu của Jethro chưa. Anh gật đầu nhưng trông bộ dạng hiện tại rất tệ. Và lý do Suzy cũng ở đây là để tìm ra lý do thực sự Stanley muốn mua khuôn viên nhà Eddie là gì. Cô đoán ngôi nhà không phải là mối quan tâm và chính là cơ sở trồng cần sa trong trang viên. Đồng thời cô cũng phát hiện ra Stanley đang sản xuất mai thúy đá. Nếu ông ta tham gia thì đó sẽ là một vụ thảm sát. Sau đó Eddie đã gặp công chúa Rosanne và cũng là bạn thời thơ ấu của Eddie. Sau đó Stanley đã gặp riêng Suzy trên ban công và nói thẳng với cô ấy là cô ấy cần một đối tác nếu muốn công việc kinh doanh của mình được giữ nguyên. Dường như có sự đe dọa trong lời nói của Stanley. Nhưng Suzy chỉ nói cô sẽ suy nghĩ về điều đó. Trước khi rời đi, cô còn nhìn thấy Rosanne đang băng bó vết thương do đạn bắn cho Eddie. Đồng thời Felix đang xây dựng lại hiện trường giả đổ tội cho Jethro lấy mạng tên béo. Chẳng bao lâu sau, John lại tìm đến với trang viên bởi hắn thấy Tommy và tên mập đều bị Jethro giết. Nhưng khẩu súng tại xác Tommy lại thuộc về gia đình Eddie. Thế là Eddie nhanh chóng giải thích rằng khẩu súng đã bị đánh cắp cách đây không lâu vì nơi cất súng không có khóa. Thế là John đã đề nghị hắn sẽ giữ khẩu súng đó một thời gian cho tới khi tìm ra Jethro. Hai anh em không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Sau khi chúng rời đi, hai người họ đã cảm thấy rằng cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết. Sau đó Eddie đã đưa Freddy đến cơ sở trồng cần sa. Điều này khiến một con nghiện như Freddy vô cùng hào hứng. Vài ngày sau, Eddie đã đưa Jethro rời đi trong an toàn. Kế tiếp là bàn về việc kinh doanh với gia đình Suzy. Lúc này Eddie nói anh sẽ đi gặp cha của cô ấy.
Vài ngày sau, Eddie mang món bít tết yêu thích của mình đến một nhà tù mở, và người này chính là cha của Suzy có tên là Bobby. Lúc này Eddie đã yêu cầu họ rời khỏi mảnh đất của mình trước cuối năm, như đổi lại nó sẽ giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi chất đầy một xe cần sa, Jimmy sẽ giao hàng cho nhà phân phối trong ngày hôm nay, nhưng đi được nửa đường anh cảm thấy đói. Thế là anh đã dừng lại tại một nhà hàng thức ăn nhanh. Bỗng nhiên có một cô gái ngồi cạnh đưa nước sốt hãy chủ động bắt chuyện với Jimmy. Điều này khiến anh có chút hãnh diện vì mình luôn độc thân. Một lúc sau, Gabriel đã cố tình hất đổ ly sữa lắc văng vào người anh. Nhân cơ hội đó, cô ta đã lấy trộm chìa khóa chiếc xe tải. Trong khi mua cho Jimmy một ly sữa lắc khác thì chìa khóa đỡ được đưa cho một đồng phạm khác. Sau đó chiếc xe tải của Jimmy đã bị lấy đi mà anh không hề hay biết. Sau khi chia tay Gabriel thì anh chàng mới nhận ra mọi chuyện đã quá muộn. Suzy lo lắng về hàng không gửi kịp đã gọi cho Jimmy nhưng anh chàng lại không nghe máy. Tony đã là khách hàng thường xuyên của họ trong nhiều năm và tiền không thể được trả lại vì đây là quy luật. Để đền bù cho Tony thì Suzy đã đồng ý giúp hắn trộm siêu xe. Hắn cũng chỉ rõ ra màu xe và vị trí của nó hiện tại, đồng ý là việc này chính là để danh tiếng của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng. Bởi vì người của Suzy đang tìm kiếm Jimmy với một xe chở cần sa. Vì vậy, việc trộm xe chỉ có thể được thực hiện bởi Eddie, và đó là yêu cầu của cha cô ấy. Nhưng Eddie cho rằng điều này dường như vi phạm thỏa thuận và bản chất của cả hai bên. Đổi lại, anh ấy muốn chọn ra ngày cụ thể họ dọn ra khỏi trang viên vào cuối năm. Lúc này, Lucky đã phàn nàn không biết Bobby đã nhìn thấy gì ở Eddie. Nhưng Suzy đã nói phẩm chất tâm lý của Eddie rất tốt. Anh ấy vô cùng bình tĩnh sau khi giết ai đó, và trong số 24 công tước của đất nước này, anh ấy là người duy nhất có thể kiểm soát xã hội thượng lưu. Lúc này, Tony nói với họ rằng thời gian rất eo hẹp, bởi vì chiếc xe thể thao này sẽ chỉ ở London trong 2 ngày. Chiếc xe đang trong cửa hàng của một người phụ nữ tên Mosier. Cô ta rất nổi tiếng trong giới độ xe siêu sang, chìa khóa xe ở trong ngăn kéo văn phòng của Mosier. Sau khi lấy được chai, họ phải nhanh chóng sao chép nó. Vì Freddy muốn đi cùng thế nên Eddie đã yêu cầu Freddy đi cùng với vợ của anh ta giả vờ đi mua xe. Lúc này, Geoffrey đã phát hiện ra Jimmy khỏa thân trong rừng trong trạng thái bất tỉnh. Phía bên này, ba người Eddie đã đến cửa hàng của Mosier. Ngay lập tức, Eddie đã nhắm đến chiếc xe thể thao màu xanh lá cây. Tuy nhiên, Mosier đã không đồng ý bán nó. Thế là Eddie đã thì thầm với Freddy là để vợ anh ấy lái thử chiếc McLaren bên cạnh. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của Mosier. Sau đó, Eddie đã vào văn phòng để tìm chìa khóa. Ngăn kéo chứa đầy chìa khóa và anh bắt đầu thử từng chiếc một. Khi tìm thấy nó, liền nhanh chóng quá trình sao chép. Tuy nhiên, cần phải mất 30 giây để hoàn thành. Mà lúc này Mosier đã phát hiện ra Eddie không có ở đây. Trong ngăn kéo, Eddie đã vô tình nhìn thấy một ngón tay của ai đó. Mà lúc này Mosier đang vội vã đi đến văn phòng. Nhưng khi cô ta mở cửa ra chỉ thấy Eddie đang ngồi đó. Anh ấy bình tĩnh nói rằng chỉ đang chuẩn bị một hợp đồng cho cô ta mà thôi. Lúc này vợ của Freddy nói rằng chiếc xe khá tốt, chỉ là cô không thích màu sắc của chiếc này mà thôi. Nghe vậy, Mosier đã yêu cầu họ quay vi và suy nghĩ trước. Trở về, Eddie đã kể với Suzy về việc nhìn thấy một ngón tay, nhưng cô không quan tâm mà chỉ đề nghị anh tiếp tục đánh cắp chiếc xe. Tối đó, Freddy đã lái một chiếc xe cổ điển chờ Eddie tới cửa hàng của Mosier. Đã đến nơi, Freddy lo lắng muốn chờ Eddie ở ngoài trước. Tuy nhiên, Eddie đã nói anh ấy sẽ quay lại nhanh mà thôi. Nói xong, anh đã đội chiếc mũ trùm đầu chạy vào. Sau đó tác động với con xe bên ngoài để còi báo động vang lên. Rất nhanh, người bảo vệ đã nghe thấy tiếng còi cảnh báo đã chạy tới kiểm tra. Qua đó, Eddie đã nhân cơ hội bước vào cửa hàng thành công. Nhưng khi anh ấy chuẩn bị lên chiếc Lambo thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Hóa ra đó là người đàn ông đã bị cụt ngón tay. Lúc này, Freddy ở bên ngoài đã nhìn thấy Mosier quay lại. Vì thế, anh nhanh chóng gọi cho Eddie dừng hành động lại. Nhưng lời vừa dứt thì Eddie đã nhấn ga phi con xe ra ngoài. Nhưng lúc này Freddy đã gặp một sự cố là chiếc xe không khởi động được. Trong khi đó, Eddie đã đến trung tâm thành phố. Người đàn ông được Eddie cứu mạng đã nói với anh hãy trả lại con xe này lập tức. Anh sẽ biết chuyện gì đang xảy ra khi mở cốp con xe này ra. Khi Eddie về đến nhà, anh đã nói với Suzy có 150kg bi thúy trên xe. Và người được cứu đã nói với anh ta rằng tất cả đều do Tony lên kế hoạch. Đầu tiên, hắn đã cử người đàn ông đó làm nhưng không thành công và bị cắt một ngón tay. Anh chàng nói xong liền chuẩn bị bỏ chạy thì không may đã bị một chiếc xe tông phải. Lúc này Mosier đã gọi điện tới cho Eddie. Để cứu Freddy, anh đành phải đưa con xe quay lại. Đồng thời, Suzy còn mang Tony tới giao cho Mosier. Cuối cùng, trước mặt họ, cô ta đã ra tay khiến Tony về chầu ông bà. Đồng thời, lúc này Jimmy đã nhận được cuộc gọi từ cô gái lừa anh Gabriel. Cô ta lại bắt đầu dùng lời dụ dỗ và muốn được gặp anh ta. Vì Jimmy là FA lâu năm nên đã không thể thoát được lời dụ dỗ của cô nàng mà đã đồng ý gặp mặt. Ngay sau đó, chiếc xe chứa đầy cần sa của Jimmy đã bị Gabriel đốt cháy. Hôm sau, mẹ đã nói với Eddie rằng anh nên loại bỏ những người này thay vì tham gia cùng họ, và anh cũng nói sẽ đuổi họ đi càng sớm càng tốt. Trang viên Dorset trước mặt được xây dựng vào năm 1802, lãnh chúa Basington thứ tư đã mua với giá 3.000 bảng và bây giờ Lord Basington thứ 8 đang sống ở đây. Bởi vì ông không thể chịu được sự quấy rầy của khách du lịch đến tham quan, nên ông đã nổ súng một cách giận dữ đuổi họ đi và cũng hẹo vì đột quỵ ngay sau đó. Lúc này, Suzy không những không có kế hoạch di chuyển cơ sở cần sa ra khỏi khu đất để cải thiện năng suất, cô còn đang chuẩn bị mở rộng quy mô hoạt động tại trang viên.
căn cứ mới dự kiến sẽ được đặt bên dưới chủ ngựa. Tất nhiên Eddie không đồng ý với chuyện này chút nào. Nhưng Suzy đã nói miễn là họ đồng ý chuyển đi, anh ấy hứa sẽ giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy trước khi anh đưa ra một kế hoạch kinh doanh mới thì cô chỉ muốn kiếm thêm tiền mà thôi. Đồng thời mẹ Eddie cũng không đồng ý chuyện xây dựng cơ sở mới này. Tuy nhiên Eddie không muốn mẹ mình dính dáng đến đám tội phạm này. Bởi vì Freddy đã là một ví dụ rồi, kế tiếp hai mẹ con sẽ đến dự đám tang của Lord Basington. Lúc này Eddie đã rất tò mò về cửa sổ nhỏ trên quan tài của ông ta, thế mà mẹ anh đã nói theo di nguyện ông ấy muốn được chôn thẳng đứng và lộ mặt ra ngoài. Mục đích là ông luôn có thể nhìn thấy trang viên của mình. Con trai ông ấy là Mark và cũng là bạn diễn của Freddy ở khoa diễn xuất tại Đại học Durham. Nhìn mái tóc đẹp của anh chàng thì mẹ nói anh ta đã quảng cáo cho một hãng dầu gội đầu. Cha Mark không chỉ để lại tài sản mà còn thêm một khoản nợ và gánh nặng tài chính. Và anh ta cũng sẽ trở thành mục tiêu kế nhiệm của Eddie. Lúc này Eddie đã thấy công chúa Roseanne cũng có mặt ở đây. Anh đã nhắc nhở cô ấy đừng quá gần gũi với Stanley. Lúc này Roseanne đã nói kể từ khi cha mất thì Mark như chú chim gãy cánh vậy. Nghe vậy Eddie đã yêu cầu cô giới thiệu mình với anh ta. Trong cuộc trò chuyện Mark đã lo lắng về thuế bất động sản, rồi Eddie nói với anh ấy có một số cơ hội kinh doanh có lẽ nó có thể giúp anh. Sau phần giới thiệu ngắn gọn Mark đã sẵn sàng đồng ý, nhưng trước đó anh ấy có một vấn đề về sinh kế cần được giúp đỡ để giải quyết. Sau đó cho Eddie được nghe đoạn ghi âm tống tiền, đối phương nói có trong tay những tài liệu mua bán trái phép cổ vật bởi cha của Mark. Nếu không muốn bại lộ thì cần đưa chúng 500.000 bảng, lúc này Mark nói mình sẽ sớm góp mặt trong bộ phim bom tấn Hollywood. Thế nên anh không muốn tương lai tươi sáng của mình bị hủy hoại vì điều này. Mark tin vào các mối quan hệ của Eddie sẽ có thể giúp anh ta xử lý được vấn đề này. Để giúp Eddie tìm địa điểm thì người mẹ Sabrina cũng không nhàn rỗi, thế là Geoffrey đã nói bà thử đi tìm Jocks ở trang trại bên cạnh. Bởi vì trang trại ông ta đang sắp phá sản rồi, phía bên này thì Jimmy đã hẹn gặp với Gabrielle rồi, cô ta lập tức đề nghị anh cho mình xem khu vườn mà anh đang chăm sóc. Nhưng Jimmy đã nói đó là khu vực cấm, và có điều Jimmy không thể hiểu được vào ngày anh gặp Gabrielle thì chiếc xe tải anh lại bị trộm. Lúc này Eddie và Suzy đã nhanh chóng tìm đến chỗ của người tống tiền Mark. Ông ta có tên là Frank và đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ chạy. Hóa ra Frank là một phóng viên già chuyên thu thập thông tin bẩn về người quyền lực và giàu có. Đồng thời Sabrina và Geoffrey đã tìm đến trang trại của Rox. Trong khi đó Jimmy đã bị Gabrielle quyến rũ dẫn đến cơ sở trồng cần sa. Anh còn nói với cô ta rằng đây chỉ là một trong 12 cơ sở mà thôi. Phía Eddie thì anh đã đưa Frank tới gặp Mark với tập hồ sơ. Ngay khi có nó, Mark đã ném vào đống lửa ngay lập tức. Và khi Frank nhận được tiền rời đi, ông ta đã nói Mark rằng dù anh ta có ai chống lưng thì cũng không thể thay đổi bản chất của mình. Những thứ trong túi đựng tài liệu nó sẽ gây tổn hại rất lớn cho sự nghiệp của anh ta. Lúc này Eddie cho biết dù cha của Mark có làm gì khi còn sống thì giờ đã kết thúc. Nhưng Frank lại nói người ông ta tống tiền không phải cha của Mark mà chính là anh ta. Lập tức Suzy đã yêu cầu Mark nên làm rõ chuyện này. Không có sự lựa chọn nào, Mark đã đưa mọi người vào một căn phòng bí mật. Hóa ra anh ta là người cuồng Hitler, không chỉ sưu tập tranh của Hitler mà còn thu thập một số mô nhất định từ cơ thể ông ta. Lúc này Frank đã lấy điện thoại ra và bí mật quay video thì đã bị quản gia phát hiện. Khi Mark rút súng ra thì Suzy cũng cầm ra khẩu súng cảnh cáo. Sau đó khi ở ngoài, Frank đã bị một con dao đâm trước ngực. Và lúc này Suzy đã gọi cho đội của Felix tới xử lý một xác chết. Thì ra vừa rồi người quản gia đã tấn công Frank. Eddie đã nhanh chóng đánh gục Mark và bỏ chạy khỏi loạt đạn của nữ quản gia. Sau đó là ném một quả lựu đạn vào giải quyết tình hình. Khi tôi về đến nhà, mẹ đã kể với Eddie rằng bà đã tìm được nơi mới cho cơ sở cần sa, đó là trang trại rộng 8.000m² của Rox. Lúc này Eddie đã rất ngưỡng mộ mẹ mình. Vì trong 48 giờ qua anh đã vật lộn mà chẳng được gì, hôm nay Suzy đến nhà tù thăm bố. Người cai ngục nhiệt tình nói với Suzy rằng cha cô đang chơi với chim bồ câu. Đây là nhà mở dành cho trùm ma túy tại Lee Hill ở Anh, thế nên Bobby có những đặc quyền nhất định ở đây. Chẳng hạn như phòng tắm hơi Bắc Âu, hồ bơi và cả một sân golf. Ngoài ra Bobby còn có một đầu bếp hàng đầu cho riêng mình. Tuy cuộc sống trong tù nhưng lại vô cùng thoải mái. Lúc này ông nói Suzy rằng cô ấy nên nâng ly chúc mừng Eddie vì đã cho họ hai trang trại cần sa mới. Tuy nhiên cô nói sự giúp đỡ của anh ấy chỉ là muốn họ chuyển đi nhanh hơn mà thôi. Nhưng Buddy lại nói ông không hề muốn rời xa nơi này. Thế nên ông muốn Suzy phải có trách nhiệm giữ anh ấy trong tay. Khi chơi golf, Suzy đã hỏi Eddie liệu anh sẵn sàng đảm nhận một vị trí chính thức hơn trong tổ chức không. Nhưng Eddie đã gián tiếp từ chối và đổi chủ đề lập tức. Hiện tại đang có vấn đề với việc xuất khẩu cần sa của Suzy qua cảng Zeebrugge. Họ đã vận chuyển 80 triệu bảng cần sa mỗi năm, nhưng thời gian gần đây quá trình xuất khẩu gặp phải một số trở ngại. Tại Bỉ thì cảnh sát liên bang đã tịch thu một số lô hàng của họ, vì vậy bây giờ Suzy chỉ có thể tạm dừng xuất khẩu, thế nên còn rất nhiều tiền mà cô ấy chưa nhận được. Một người đàn ông tên Gross đang phụ trách ở đó, ngay sau đó Suzy đã sắp xếp cho cấp dưới của mình mang hắn ta tới trang trại. Lúc này Gross nói nước của họ đã thiết lập nhiều luật lệ và quy định hơn, Liên minh châu Âu đã phải thuê thêm nhân viên để thực thi, điều đó cũng có nghĩa là phải hối lộ nhiều người hơn. Vì vậy muốn hàng hóa tiếp tục được vận chuyển đến các lục địa châu Âu thì tất nhiên Suzy phải chi nhiều tiền hơn, và cái giá mà Gross đưa ra hiện tại là 1,5 triệu bảng. Lúc này Eddie đã nói với Suzy rằng gã này đã cố tình tuồn tin cho biên phòng để nâng giá lên,
Nhưng Suzy nghĩ rằng nếu chỉ tăng thêm 10% thì không có gì bất ngờ. Nhưng bây giờ Groth đã tăng gấp đôi nên có vẻ hắn đang ở thế chủ động. Nhưng nếu đáp ứng điều kiện của hắn bây giờ thì tương lai có thể tiếp tục sẽ tăng. Sau đó Suzy đã nói cô sẽ trả 1,2 triệu. Nhưng Groth đã nói cô phải trả số hiện tại và 1,5 triệu là số tiền cộng thêm. Vào lúc này căn cứ cần sa đột nhiên mất điện. Hóa ra máy phát điện ở trang trại đã bị đánh cắp. Thế là Eddie nhanh chóng đuổi theo và cùng Gelfry đuổi kịp chiếc xe. Hóa ra họ là một nhóm dân du mục. Cô gái còn đe dọa nếu dám giết họ thì gia đình họ chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Lúc này cô nói với Eddie chính phủ đã lấy đi tất cả động cơ của họ. Bây giờ không có hệ thống sưởi nên những đứa trẻ chỉ có thể ngủ trên giường lạnh. Thế là Eddie đã tặng họ một cái máy phát điện và giữ lại một cái cho cơ sở. Lúc này Eddie vẫn lo lắng không biết sau này có gặp rắc rối gì không. Thế là Gelfry nói với anh gia đình Wood nổi tiếng ở khu vực này. Cả trăm thế hệ và luôn là những người cộc tính, thế nên họ cần phải cẩn thận trước đám người này. Ngày hôm sau Eddie và Suzy đã đến thăm gia đình Wood. Anh muốn họ tránh xa khỏi trang viên của mình trong tương lai. Không ngờ người đứng đầu là JP lại muốn tham gia vào công việc kinh doanh của họ, bởi lẽ anh ta đã biết về trang trại cần sa của Eddie rồi. Sau khi thảo luận với Suzy thì Eddie đã nói liệu họ có thể tuồn hàng qua biên giới hay không, nếu hữu ích hơn đã đưa sản phẩm đến châu Âu. Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận, chẳng bao lâu sau tất cả họ đã đến trang viên với tư cách là khách. Kellyanne rất yêu con ngựa của Charlie nên Gelfry cho phép cô ấy cưỡi ngựa một vòng. Lúc này Sabrina cảm thấy Kellyanne trông rất giống con gái mình khi cưỡi ngựa, và một bí mật động trời được tiết lộ là Charlie chính là con gái riêng của Sabrina và Gelfry. Bên này JP nói họ thường xuyên đi du lịch đến và đi từ châu Âu, và lần này gia đình anh ta sẽ đi qua Đức, vì thế họ đã nhét cần sa vào tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Cứ thế họ đã vận chuyển thành công cần sa đi khắp châu Âu, đồng thời nó cũng mang lại cho họ nguồn thu nhập ổn định. Không mất nhiều thời gian để sự hợp tác giữa hai bên diễn ra suôn sẻ. Nhưng lúc này Groth đã đưa thông tin được cung cấp bởi người trong trang trại cần sa cho một người bí ẩn, và trong đêm hôm đó 4 triệu bảng từ trang trại cần sa đã bị mất tích. Lúc này Kate đã nói về việc nhìn thấy JP quanh quẩn trước đó, ngay lập tức Eddie đã chạy tới nhà JP hỏi anh ta, tất nhiên anh nói mình không làm điều đó mà chính là người bên phía Eddie. Cuối cùng cả hai đã chia tay không mấy vui vẻ. Theo phân tích của Eddie, nếu đổ lỗi cho những người du mục khiến tuyến đường vận chuyển châu Âu bị gián đoạn thì người được lợi chỉ có Groth. Nếu gia đình Wood thực sự ăn trộm tiền thì họ đã bỏ chạy, vậy chắc hẳn Groth là người đã lên kế hoạch cho việc này. Vì chỉ có hắn có thông tin nội bộ về trang trại cần sa. Sau đó cả hai đã tới cảng Zeebrugge đánh thuốc mê Groth bằng đồ ăn. Để có được thuốc giải độc hắn phải viết ra tên người nội gián trang trại cần sa là ai, không ngờ người Suzy luôn tin cậy là Kate đã làm chuyện này. Sau đó Eddie đã đưa Kate đi vào trong cánh rừng giao anh ta cho gia đình Wood, nhưng khi tới nhà tù cha của Suzy lại không nghĩ đó là ý tưởng của Kate. Suzy cho biết đầu tiên một xe tải chở cần sa đã bị đánh cắp. Sau đó là những trở ngại trên con đường vận chuyển châu Âu, rồi một kẻ phản bội khác xuất hiện trong nhà, chắc chắn có vấn đề lớn đằng sau chuyện này. Nhưng Bobby lại yêu cầu cô chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phía cánh rừng lúc này Kate đã nói với Eddie rằng Jethro đã bị giết và xác anh ta đang nằm dưới đáy sông Thames. Ngay khi những lời này thốt ra Eddie lập tức lo lắng, nhưng sau đó một tiếng súng vang lên thì Kate đã chính thức nằm xuống. Lúc này Suzy đã gọi tới Eddie để xác nhận đã xử lý xong Kate rồi. Tuy nhiên thời điểm này Eddie đã bắt đầu mất niềm tin vào Suzy. Đêm đó Eddie đến trang viên muốn nói chuyện với Gelfry về những lo lắng của mình, và bây giờ anh nhận ra rằng gia đình Suzy không hề đơn giản như lời ông đã nói trước đó. Nếu anh ấy muốn cố gắng thoát khỏi họ thì có thể anh sẽ mất mạng. Ông đã khuyên anh cứ tiếp tục làm phần việc của mình xem họ phản ứng thế nào. Đặc biệt là không để họ nhìn thấu suy nghĩ của mình, đồng thời phải hãy chuẩn bị cho mọi tình huống. Ngày hôm sau Eddie đã mời Suzy đến trang viên uống cà phê. Eddie cho biết lợi nhuận kinh doanh hiện đang tăng lên cho thấy công việc phân phối đang diễn ra tốt đẹp, khối lượng sản xuất cũng tăng lên đáng kể. Điều này có nghĩa là đã đạt tới ngưỡng Eddie có thể rút khỏi tổ chức, nhưng Suzy lại nói về vấn đề gia hạn trước đây, dù gì số tiền anh nhận được cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nhưng Eddie vẫn nhất quyết đòi bỏ cuộc, rồi Suzy đã nói tiền vẫn chưa là lợi nhuận cho đến khi nó được rửa, cô ấy cần thêm 15 triệu bảng và có thể sẽ mất thêm khoảng 3 tháng. Sau đó Suzy đã đưa Eddie đến gặp kẻ rửa tiền có tên là Chucky, hắn nói nếu muốn rửa 15 triệu bảng thì cần ít nhất 4 tháng. Kết quả Lucky đã lợi dụng bạn gái của Chucky và bị bắt quả tang, hai bên lập tức xảy ra mâu thuẫn và Chucky đã bị đánh gục, vậy là vụ rửa tiền đã chẳng đi tới kết quả gì. Lúc này ông bầu của Lucky là Colin đã chủ động đi tìm đến Eddie. Ông ta nói rằng có thể rửa tiền cho anh ấy. Sau đó Eddie đã tìm gặp Roseanne để cô ấy giúp sắp xếp một cuộc hẹn với Stanley. Chẳng bao lâu sau Colin đã giới thiệu Rick với Eddie. Ông ta ban đầu là kế toán nhưng lại có máu cờ bạc. Ông đã thực hiện rất nhiều vụ rửa tiền trong những trò chơi cá cược và hoa hồng để thực hiện phi vụ là 5%. Sau đó Eddie đã mang tới chỗ Rick 15 triệu bảng. Tuy nhiên Suzy đã trách anh ấy không làm theo ý mình. Rồi Eddie đã thẳng thắn nói anh biết cha của Suzy không hề muốn buông tha cho anh. Nghe vậy Suzy vẫn cố chấp phủ nhận điều đó. Lúc này Eddie lại nói về cái chết của Jethro. Thế là Suzy đã nói việc Jethro phải chết là để bảo vệ anh và Freddy mà thôi. Bởi vì một ngày nào đó Jethro sẽ trở thành vấn đề và Suzy đã nói rằng cô sẽ không bao giờ buông tha cho anh.
Eddie cũng đáp lại anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình của mình. Lúc này Eddie và Stanley đã gặp nhau, ông ta cũng rất sẵn sàng giúp Eddie đối phó với gia đình của Suzy. Nhưng tất nhiên là phải có điều kiện, và Eddie đã nói anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết, đồng thời trận đấu của Lucky cũng sắp bắt đầu. Lúc này Colin đã gọi cho Stanley, miễn là ông ta ra lệnh thì Colin sẽ đánh đổ quân Domino đầu tiên ngay lập tức. Lúc này đối thủ của Lucky đã xuất hiện. Anh chàng cho biết đã xem các trận đấu của đối thủ rồi và hôm nay anh rất tự tin đánh bại đối thủ của mình. Một lúc sau Suzy được gọi đến văn phòng của Colin. Ông ấy nói với Suzy rằng Lucky sẽ thảm hại mà thôi. Lúc này ông ta đã nhắc tới số tiền 15 triệu bảng và thu nhập một tháng của trang trại cần sa. Và Colin nói ông ta sẽ tiếp quản trại cần sa đó. Nhưng Suzy đã nói ông nên yên phận với công việc tổ chức đấm bốc và rửa tiền của mình thì tốt hơn. Nhưng Colin lại tiếp tục lời đe dọa của mình. Trước mắt Suzy bây giờ có hai con đường. Một là giao toàn bộ công việc kinh doanh của mình cho ông ta. Còn không sẽ là một cuộc chiến và bắt đầu bằng việc lấy mạng Lucky, bởi vì võ sĩ quyền Anh trước mặt chỉ giả vờ thua trong những trận trước đây. Trong 30 trận đấu của anh ấy thắng được 3 trận và 27 trận anh thua đều là cố ý. Lúc này Lucky đã bị đánh đến mức gục trên sàn. Colin tiếp tục nói Lucky có thể sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Không lâu sau anh chàng đã bị đánh đến bất tỉnh. Lúc đó Suzy mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này Eddie gọi cho Suzy nhưng cuộc gọi đã được chuyển sang tin nhắn thoại. Đồng thời Lucky vẫn hôn mê trong bệnh viện, những vinh quang trước đây của anh đã trở thành quá khứ. Từ Jimmy thì Eddie đã có được địa chỉ của Suzy và tìm đến nhà cô ấy. Khi tới nơi cô đã rất cảnh giác hỏi Eddie làm sao anh biết địa chỉ nhà mình. Eddie nói anh không hề liên quan đến chuyện này, anh cũng sẽ không tới Colin để rửa tiền. Khi Eddie nói mình có thể giúp Suzy thì cô đã nói không cần sự giúp đỡ của anh. Tiếp theo Suzy bắt đầu chuẩn bị phản công, khi đến nhà tù gặp cha cô đã bị ông chửi cho một trận vì cô đã đi loanh quanh giết người. Trước đó Suzy đã cho người giết trọng tài đấm bốc giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, sau đó là bắn chết gã võ sĩ đã làm Lucky bị thương, không tìm thấy Colin cô còn làm bị thương người rửa tiền Rick. Điều này đã làm Colin cảnh giác hơn, thế nên Bobby đã nói ông sẽ cho người của mình giải quyết tình hình. Lúc này Eddie đã gặp trợ lý riêng của Stanley là Stephen. Anh ta nói rằng miễn là Eddie cung cấp một địa chỉ của 13 trang trại cần sa còn lại ở Suzy thì họ sẽ giúp đỡ anh ấy và gia đình thoát khỏi những rắc rối này. Thời điểm này Charlie đã trở về nhà. Hóa ra cô ấy đang mang thai khi đang đi học nên xin phép về nhà giữ sức khỏe. May mắn là gia đình không hề trách cô ấy vì cái bụng lớn này. Theo lời nhắc nhở của mẹ, Eddie và Freddie đã đến trang viên Tipsy. Mục đích là tìm những địa chỉ của các trang trại cần sa khác. May mắn thay nhật ký của Tipsy và địa chỉ của 11 trang viên đều được ghi trong cuốn sách này. Đồng thời lúc này Colin đang ở dưới nhà Suzy. Ông ta cho cô một chiếc bánh hamburger như một lời đe dọa. Sau đó cảnh cáo Suzy nếu cô dám chạm vào người của mình lần nữa thì cô cũng sẽ mất mạng. Sau đó Suzy gặp Eddie đã trách móc sau khi anh biết địa chỉ nhà mình thì Colin cũng biết điều đó. Bây giờ cô không thể quay lại căn hộ cũ của mình nữa. Lúc này Jimmy đã thú nhận Suzy từng mang hộp giày của cô ấy đến đây. Thế nên theo nhãn vận chuyển thì anh mới biết địa chỉ nhà của Suzy. Anh còn đưa địa chỉ cho cô gái đã trộm xe tải Gabrielle. Thế là hôm sau Jimmy đã hẹn gặp cô ấy. Ngay sau đó Suzy đã xuất hiện dí súng vào đầu cô ấy. Hóa ra cô ấy được Stanley thuê với số tiền là 20.000 bảng để trộm xe cần sa. Sau đó Stephen đã đốt hết số cần sa đó. Cũng chính Stanley là người đã chặn đường vận chuyển ở châu Âu. Kết cũng là tay trong của ông ta ở trang trại cần sa. Và hiện tại Colin cũng đang giúp Stanley. Lúc này Suzy muốn giải quyết Colin trước khi hắn giết cô ấy. Đồng thời là yêu cầu Gabrielle làm việc cho mình. Sau đó Stephen nhận được thông tin sai lệch từ Gabrielle. Eddie cũng viết ra một danh sách giả các trại cần sa cho anh ta. Trước khi đưa cho Stephen, anh còn yêu cầu Stanley phải đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Mặt khác Colin hiện đã sẵn sàng giết Lucky. Đồng thời Eddie đã đến nhà tù thăm bố của Suzy và nói với ông ấy mọi thứ về mối quan hệ hiện tại của Colin và Stanley. Bên này Colin đã vào bệnh viện chuẩn bị giết Lucky. Không ngờ Suzy đã thu xếp sẵn và đang đợi ông ta ở đây trước. Người của cô đã xuất hiện tấn công Colin một cách bất ngờ, cuối cùng ông ta đã bị thương. Lúc này ông ta đã nói với Suzy rằng Eddie đã lừa cô ấy. Để trả thù Eddie, cô đã gọi cho John nói rằng chính Freddie đã lấy mạng em trai Tommy của ông ta. Có vẻ như hai anh em Eddie sắp gặp phải rắc rối lớn tiếp rồi. Hôm sau Gelfrey đã nhìn thấy gần trang viên có 5 chiếc xe không rõ nguồn gốc đang đậu ở đó. Vì thế ông đã nhanh chóng gọi cho Eddie. Sau khi Eddie đến nơi thì anh nhận ra đó là John và đám tay sai của lão ta. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình anh sắp gặp phải tai họa. Eddie liền nhanh chóng gọi cho Freddy để hỏi tình hình. Nhưng anh đã nói làm sao anh còn dám qua lại với John nữa chứ. Cảm thấy có gì đó không ổn, Eddie đã yêu cầu gia đình đừng ra ngoài trong thời gian này. Sau đó đến trang viên và tìm thấy một số vũ khí. Cùng lúc thì John cũng bắt đầu khởi hành cuộc đi săn của mình. Chúng đã rất nhanh chóng tiếp cận trang viên. Chẳng bao lâu Freddy đã thấy bóng dáng của bọn chúng. Sau đó John đã bình thản gọi điện cho anh ta. Mục đích của lão ta rõ ràng nói tới đây là để đòi nợ. Có hai cách để giải quyết. Hoặc là Freddy ra ngoài, còn không lão ta sẽ xông vào trong. Tại bệnh viện lúc này Suzy cũng đã nhận được cuộc gọi của cha. Ông nói rằng ông cần nói chuyện với Eddie nên Suzy phải tìm ngay anh ấy tới đây. Nhưng Suzy nói rằng có lẽ Eddie sẽ không thể đến được vì anh ấy đã phản bội họ.
Nhưng Bobby lại nói Suzy nên kiểm tra những tin tức mới nhất, bất kể cô có làm gì thì cũng cần phải sửa lại ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ ông cần Eddie và phải đảm bảo an toàn cho anh ấy. Sau đó Eddie đã gọi cho Suzy nói với cô rằng John đã đi đến trang viên. Lúc này Suzy cũng đã thú nhận do cô mà ra và đang trên đường đến giúp anh ấy. Lúc này Eddie đã yêu cầu mẹ đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ thật nhanh. Và khi Freddy muốn đi ra ngoài chịu trách nhiệm về việc làm của mình thì đã bị Eddie ngăn lại. Cùng lúc Geoffrey đang mang tới 5 khẩu súng săn và 1 khẩu súng trường chuẩn bị cho cuộc chiến. Ngay sau đó Jimmy cũng gửi vũ khí quân sự tới. Sau đó Eddie đã sắp xếp để gia đình và nhân viên của mình trốn trong hầm trú ẩn. Ngay khi mọi người đã sẵn sàng thì John bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Vì khi mọi người cầm súng ra ngoài thì John và người của lão ta đã biến mất. Hóa ra chính là Bobby đã gọi cho lão ta. Nói rằng ông sẽ bù đắp cho lão để cho qua chuyện vừa rồi. Lúc này Bobby đã yêu cầu Suzy và Eddie làm hòa trước. Vì bây giờ Bobby cảm thấy mình đã có tuổi và muốn rửa tay gác kiếm. Đồng thời là chuẩn bị bán doanh nghiệp của mình. Qua đó thực hiện việc đưa trại cần sa ra khỏi trang viên của Eddie. Nhưng Bobby muốn bán doanh nghiệp cho người trả giá cao nhất, như một cuộc đấu giá với số tiền khởi điểm là 50 triệu, tất cả các giá thầu phải được đặt vào cuối tuần này. Cuối cùng ông muốn Eddie làm việc với Suzy để chắc chắn rằng ông nhận được thỏa thuận tốt nhất. Khi rời đi họ đã mang theo vài con chim bồ câu đưa thư. Lúc này Stanley đã tìm tới gặp Suzy nói ý định muốn tiếp quản công việc kinh doanh của cha cô. Câu chuyện Bobby muốn bán doanh nghiệp giờ không còn là bí mật nữa, Stanley còn tự tin rằng ông ta bây giờ đã có địa chỉ 12 trang trại còn lại rồi. Nhưng lúc này Eddie đã nói với ông ta danh sách anh ấy đưa cho Stephen là giả. Sau đó Eddie và Suzy tìm tới nữ bán xe sang Mosier. Với lời mời gọi hợp tác kiểm soát 50% thị phần buôn bán cần sa tại Vương quốc Anh, vì hai người biết bây giờ Mosier đã có một đường dây lớn ở Nam Mỹ rồi. Đồng thời Eddie cũng đã tặng cô ta một con chim bồ câu đưa thư, sau đó anh tìm tới gặp gã PETE, mục tiêu là để ông chủ người Nga phía sau hắn tham gia vào cuộc đấu giá này. Quay lại với Stanley thì Suzy nói rằng nếu ông ta trả giá cao hơn những người khác, thì cha cô sẽ sẵn sàng chuyển giao công việc kinh doanh cho ông. Đồng thời cũng để lại một con chim bồ câu cho phần đấu giá cuối tuần này. Lúc này Eddie đang chuẩn bị cho một ván cờ lớn. Anh đã nói với luật sư Ahmed bắt đầu bằng việc soạn thảo một số điều khoản của hiệp hội và chuẩn bị huy động khoản tiền 200 triệu bảng. Khi đó anh mới có cơ hội mua lại toàn bộ công việc kinh doanh của Bobby. Phần lớn nguồn tài trợ sẽ đến từ 12 lãnh chúa còn lại. Nếu có thể thuyết phục họ mỗi người bỏ ra 10% thì sẽ thuận lợi. Tiếp theo Eddie đã tìm đến anh bạn gia đình du mục GP. Lúc này Ahmed đã nói với Eddie nếu thuận buồm xuôi gió thì may ra chỉ có 25 triệu, cộng thêm 10 triệu của mẹ anh ấy đã bán sạch tất cả các cổ phần. Tính theo cách này thì vẫn còn thiếu 15 triệu nữa. Lúc này mẹ Eddie đã đề nghị anh nên hợp tác với Suzy sẽ dễ điều hành doanh nghiệp hơn. Sau đó Eddie đã tìm gặp Colin. Lúc này ông ta nói đã trả lại 15 triệu cho Suzy và bồi thường cho Lucky 15 triệu rồi. Nhưng Eddie chẳng bận tâm mà chỉ muốn rủ ông ta tham gia phi vụ mới. Eddie hy vọng Colin sẽ đầu tư 15 triệu vào cổ phiếu để anh có được công việc kinh doanh của Bobby. Sau đó Eddie đã nói với Suzy rằng gia đình anh ấy đã sống ở trang viên này qua nhiều thế hệ. Và bây giờ anh ấy đã quyên góp được rất nhiều tiền. Nếu Suzy quan tâm thì cô cũng có thể tham gia đầu tư với khoản tiền 35 triệu. Qua đó cô sẽ trở thành đối tác bình đẳng. Vì bây giờ anh không muốn dứt khỏi công việc này mà sẽ trực tiếp dẫn thân vào nó. Cuối tuần cũng đã đến, Stanley, PETE và Mosier đều đã sẵn sàng thả chim bồ câu. Bên này thì Eddie đã yêu cầu Geoffrey thực hiện việc đó. Ngay sau đó Bobby đã rất hào hứng đọc thư trên những con bồ câu này. Ông ấy đã nói với Eddie và Suzy cả bốn người ra giá đều cao chót vót, nhưng một lá thư có cả tên Eddie và Suzy được viết trên nó. Điều này khiến Bobby cũng không ngờ vì hai người đã thực sự hợp tác với nhau, nhưng dựa theo kết quả cuộc đấu giá thì Stanley đã là người trả giá cao nhất. Và khi Stephen đến ngân hàng để chuyển tiền, thì thật bất ngờ Eddie đã yêu cầu người của Colin chơi xỏ Stanley. Đó là cho Rick gửi hồ sơ thuế của lão ta cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Hải quan. Kết quả là Stanley đã bị bắt vì nhiều tội danh trốn thuế và tài sản cũng bị đóng băng ngay lập tức. Sau đó Eddie đã nói dối Mosier rằng PETE đã thắng cuộc trong phiên đấu giá. Kết quả là cô ta đã đi săn PETE và lấy mạng anh ta. Nhưng ngay sau đó Colin đã xuất hiện tặng Mosier một phát súng hoa cải. Khi trở về ông ta đã gửi 15 triệu cho Eddie để thỏa thuận cổ phần. Nhưng không ngờ lúc này Geoffrey đã chĩa súng vào đầu ông ta. Đế chế cần sa cuối cùng đã được bán với giá 235 triệu bảng cho Eddie và Suzy. Trong khu rừng Eddie đã tự tay lấy mạng Colin trước mặt Suzy. Một tín hiệu của một ông trùm mới đã được hình thành. 3 tháng sau Stanley cũng đến nhà tù cùng với Bobby. Ông đã trấn an Stanley rằng không có gì phải lo lắng cả. Miễn là quen với nó thì đi tù không phải là điều xấu. Bobby cũng nói với Stanley rằng người đầu bếp không có cơ hội được ân xá. Thế nên hai người có thể thưởng thức ẩm thực chất lượng cao mỗi ngày ở đây. Vậy là phần phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho Bún một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video mới nhất.